Hello, chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Rồi thì vào chiều ngày hôm nay á, thì tôi đã gửi đến cho mọi người về cái phiên bản Falusu bên cái Roblox quốc tế dành cho điện thoại, phiên bản mới nhất rồi nha anh em. Thì sau khi mà tôi làm xong á, thì có nhiều bạn bên cái Roblox VNG yêu cầu tôi á, là hãy ra cái phiên bản dành cho VNG đi. Thì chính vì thế là trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ cập nhật luôn đến cho mọi người về cái Falusu phiên bản 2.642 mới nhất bên Roblox VNG nha anh em. Thì như anh em có thể thấy trên màn hình là hiện tại là tôi đang trong cái app tấn đạt 2.40 này. Thì cái app này á, là bên Roblox VNG nhưng mà tôi á, thì vẫn đang sử dụng được Falusu bình thường luôn ha. Rồi thì nói chung á, anh em nào mà bên Roblox VNG mà muốn sử dụng cái Falusu thì bây giờ anh em làm theo tất cả các bước để anh em có thể là cài đặt được thành công cái Falusu phiên bản mới nha anh em. Ok, bây giờ thì let's go. Rồi ok anh em ơi, thì đầu tiên á, là những anh em nào á, mà muốn sử dụng được cái phiên bản Falusu dành cho cái tựa game Roblox VNG thì anh em có thể là tải dưới phần bình luận game ha. Rồi đầu tiên á, thì anh em sẽ xóa đi cái tựa game Roblox đang có trên máy của anh em, phiên bản quốc tế hoặc là phiên bản VNG á, thì anh em xóa đi hết cho tôi ha. Rồi ở đây thì tôi sẽ xóa đi nè. Rồi sau khi mà xóa đi xong rồi, bước tiếp theo thì mọi người vào trong cái cửa hàng Sắc Play, mọi người tải giúp tôi cái phần mềm tên là Sắc Server này về, thì nó là hoàn toàn miễn phí thôi. Tải về rồi thì mọi người mở lên cho tôi ha. Rồi sau khi mà mở lên xong á, thì tại đây á, thì mọi người sẽ có cái giao diện như thế này. Tại đây thì mọi người sẽ tìm cái thư mục là download cho tôi ha. Rồi thì sau khi mà mọi người tìm cái thư mục download xong á, thì mọi người sẽ kéo xuống phần bình luận game để mọi người tải giúp tôi hai file này về. Và như anh em có thể thấy là hiện tại là hai cái file này là nó đang có cái phiên bản là 2.642 mới nhất nha anh em. Đó, anh em tải giúp tôi là một là cái phiên bản Falusu VNG, hai là cái file Roblox VNG login nha anh em. Đó, thì ở đây anh em tải hai file này về cho tôi. Tải về rồi thì đầu tiên anh em sẽ cài đặt cái file là Roblox VNG login cho tôi. Đây anh em nhấn vào này, rồi anh em chọn cài đặt cho tôi ha. Rồi sau khi chọn cài đặt rồi thì anh em nhấn là cài đặt cho tôi thì nó sẽ tiến hành nó cài đặt cái Roblox VNG cho anh em này. Rồi sau khi mà cài đặt xong á, thì ở ngoài cái màn hình của mọi người nó sẽ xuất hiện cái Roblox VNG nè anh em thấy không. Bây giờ thì anh em mở lên cho tôi ha. Rồi thì sau khi mà mở lên xong á, thì nó sẽ vào trong cái giao diện như thế này. Đó, bây giờ anh em đợi một tí thì nó sẽ vào bên trong, rồi anh em chỉ việc là đăng nhập cái tài khoản của anh em vào cho tôi thôi. Đây cái tài đây đó, nó hiện lên vậy. Bây giờ anh em đăng nhập cái tài khoản Roblox VNG của anh em vào ha. Rồi thì sau khi mà anh em đã đăng nhập cái tài khoản Roblox VNG của anh em vào rồi á, thì ở đây á, thì tôi chưa có xác thực cái thông tin này thì tôi nhấn bỏ qua thôi. Đó, rất là đơn giản ha. Rồi thì ở đây là tôi đang vào trong cái tài khoản Roblox VNG này. Đó anh em thấy không? Đó, vào được bên trong rồi ha. Rồi thì sau khi mà anh em vào được cái bên trong cái tài khoản Roblox VNG của anh em rồi á, thì bây giờ anh em chỉ việc là quay trở về cái Sắc Server. Rồi anh em cài đè cái Falusu lên cho tôi thôi. Vậy là xong ha. Đây Falusu VNG 2.642 nè, anh em nhấn vào anh em chọn cài đặt. Rồi anh em cài đè lên cho tôi. Đó, như thế là xong. Đấy, thì sau khi mà cài đè xong á, thì cái Roblox VNG của anh em nó sẽ chuyển sang cái Roblox bình thường như thế này. Bây giờ thì anh em vào, rồi anh em cấp quyền cho nó thì nó sẽ tự động nó vào được bên trong ha. Đó, thì rất là đơn giản luôn nha anh em. Rồi thì tới đây là coi như là anh em đã cài đặt thành công cái Falusu VNG rồi. Bây giờ thì tôi sẽ vào bên trong cho anh em xem ha. Đó thì tôi đang ở trong cái tài khoản tấn đạt 240, tài khoản của bên VNG này, nhưng mà khi mà vào á thì nó sẽ hiện lên cái Falusu cho anh em luôn. Đây ở đây là tôi đang vào nè. Đó anh em thấy không? Vào rồi ha. Rồi bây giờ anh em đợi một tí thì cái Falusu của anh em nó sẽ hiện lên nha anh em. Đó. Rồi sau khi mà hiện lên rồi thì anh em có thể là nhấn nhấc cây rồi vào nhóm Discord đạt tag của tôi để dùng code bypass ha. Đó, như thế thì vậy là xong rồi. Thì anh em nào thấy video này hay thì nhớ like và subscribe giúp tôi nha. Còn tất cả những gì mà trong liên quan video này tôi đều để dưới phần luận game nha anh em. Bye bye anh em.